Hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe về một câu chuyện kinh dị Nhật Bản, nhưng không phải là truyền thuyết đô thị Nhật ngày xưa mà là câu chuyện kinh dị xảy ra cách đây vài năm. Thì vài năm trước á, là ông nội mình có thuê một ngôi nhà bên Nhật giá rẻ để đi du lịch chơi thôi. Lúc đó là mình đang bận nên mình không đi theo ông nội được. Căn nhà của ông nội đang thuê rất là rộng rãi và tiện nghi. Thì lúc đó là ông nội nghĩ rằng á, là sẽ có một đi chơi rất là vui và ông sẽ tận hưởng nhiều niềm vui. Nhưng mà cho đến một ngày ông nhận ra rằng nó rất là kinh dị. Thì vào một đêm nọ khoảng 12 giờ đêm, lúc này á, là ông nội mình đã về nhà sau một chuyến đi chơi cả ngày để đi ngủ. Ông nội mình thường có thói quen là ngủ lúc nửa đêm. Tuy vậy, hôm nay ông nội khá là khó ngủ, mắt cứ nhắm nhưng mà mãi không chìm vào giấc ngủ được. Có lẽ hôm nay do đi chơi, ông đã ăn uống cái gì đó nên không thể ngủ. Chà, hôm nay khó ngủ quá ta, sao nằm mãi không ngủ được trời ơi, sáng mai là sao đây thức dậy đây. Thôi, mở TV ra xem vậy, để xem có gì xem không, không biết là ở Nhật còn bây giờ là còn đài gì không nữa. Thế là ông nội mình bước đến cái TV cũ kỹ của Nhật và bật lên những cái đài, nhưng mà thực sự thì lúc này tầm này là nửa đêm cho nên chẳng có đài nào hiện ra cả. Sau một hồi loay hoay mãi với cái TV thì cuối cùng á là ông đã phát hiện ra một đài chuyên gia chiếu nửa đêm vào mỗi ngày, và ông đã ngồi xuống và tận hưởng cái chương trình TV đó. Và có vẻ như đó là một chương trình kinh dị cho những người không yếu tim lúc nửa đêm. Và chương trình của Nhật đó có tên là Đi tìm những bóng ma. Thì luật chơi là mọi người sẽ cử ra vài nhân viên, vài vị khách mời là sẽ đi vào một ngăn nhà, và ở đó có rất là nhiều con ma, mọi người sẽ trải qua và không hề sợ hãi gì. Nếu như mọi người chưa hình dung được chương trình đó ra sao thì mình xin trích một đoạn ngắn của chương trình đó cho các bạn xem cho dễ hiểu nhé. Xin chào tất cả quý vị khán giả, tôi là MC Anthony, người dẫn chương trình cho Đi tìm những bóng ma. Và hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi nhà được gọi là ngôi nhà được ma ám nhất cái thành phố này nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi nhà tại thành phố thuộc Osaka, tỉnh ở ngoài. Thì nói chung á, đây là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang mấy trăm năm rồi và không có chủ nào dám nhận ở cả. Và không những thế, ban đêm á là mọi người hay nghe những cái tiếng âm thanh rất là kinh dị. Và trong tập hôm nay là vị khách mời của chúng ta là một người đến từ một thế giới nước mà mặc áo màu đồ đỏ trông rất là đẹp phải không? Được rồi, anh cho tôi hỏi anh tên là gì và anh đến chương trình này á với mục đích gì thế? Ba má ơi, con được lên tivi nè, ba má ơi. Xin anh hãy trả lời câu hỏi tôi đi dạ, chứ đừng có chào ba má trên tivi nữa. Tôi xin lỗi ạ, tôi đến đây với tiêu chí là không bao giờ sợ ma, tôi sẽ đấm vào mặt những con ma đó, kha kha kha. Vâng, như các bạn hay đấy, anh ta là một người đó là can đảm đúng không? Được rồi, mời anh đi theo tôi, chúng ta cùng nhau đi vào căn nhà ma nào. Đã đến nơi rồi thưa quý vị khán giả, thì bây giờ là tôi sẽ cho anh một cái đèn pin và anh hãy đi vào từng phòng nhé, chúc anh may mắn, tôi đi đây. Chương trình chỉ giỏ hù dạ mình thôi, làm gì có ma đúng không? Đi rồi, tôi vào đây. Hello, trong này tối quá à, bật đèn lên nào. Ui, cái gì đây? Sao nó ngồi ở đây vậy? Căn phòng đầu tiên trống không, chẳng có gì trong phòng cả, ngoài một con búp bê được đặt ở đây, và con búp bê này trông khá là xấu và cũ kỹ. Trời ơi, thế kỷ 21 rồi còn hù dạ nha, mà mấy con búp bê này nữa. Đi về thôi. Đứng lại, ai cho ngươi về? Hả? Ai nói thế? Ở lại chơi đây chút đi anh, đi đâu mà vội thế? Búp bê biết nói, Annabelle, của tôi với, ma, búp bê biết nói. Trời ạ, cái thằng chết nhát có thế mà cũng sợ ma nữa, có gì đâu mà sợ. Thưa tất cả quý vị, thế là anh ta đã sợ quá và đã chạy đi về nhà rồi ạ. Và sau đây chương trình xin được kết thúc tại đây. Thì mọi người nào muốn đăng ký tham gia chương trình á, hãy lên trang web cửa trang giới thiệu và đăng ký nhé mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon, xin chào và tạm biệt. Cái chương trình đi tìm những bóng ma đó khiến ông thích thú và ông đã quyết định đăng ký. Và ngày hôm sau, ông mình sẽ đến trường quay và sẽ quay tại một ngôi nhà ma ám. Và ông nội đã khẳng định rằng cái ngôi nhà ma đó là cái nỗi sợ hãi kinh dị nhất cuộc đời ông mà ông không thể nào quên được. Và nó là gì? Xin mời các bạn xem intro và cùng lắng nghe ông nội mình kể chuyện gì đã xảy ra sau đó nhé.
Ok, hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với chúng mình. Mình là Rocky đây. Thì hôm nay là mình sẽ chơi tiếp Minecraft ông nội kể chuyện tập thứ 89. Wow, cuối cùng là cũng gần 100 tập rồi đó bạn ơi. Mém nó té rồi. Thì bây giờ là ông nội có mời mình đến một cái khách sạn 5 sao rất là đắt tiền luôn. Ông nội mình có đưa mình cái vé nè, vé sân thượng thì có vẻ là như là lên sân thượng chơi á. Được rồi, người sẽ vé gì đây? Xin chào, anh muốn lên sân thượng để nghỉ mát à. Xin đưa vé ra ạ. Đây, vé của cô đây. Vé đây nè. Chào ngài Yaki, chúc quý khách có một chuyến tham quan vui vẻ. Trời ơi, được gái nói mình là gọi là ngài bạn nha, kiểu như là mình là một master vậy, một vị kiểu như là vị tướng vĩ đại lắm. À rồi, lên thượng đó ông nội rồi. Ông nội a, ông nội đây rồi. Trời ơi, ông thuê một cái sân thượng trên lầu đúng không à? Đã quá ta. Rồi ông nội, hôm nay ông nội thế nào rồi ạ? À? Chào chỗ Jockey, chỗ thấy tình này thế nào? À, cũng vui lắm ạ, cũng được, lần đầu là được lên hình như lần rồi phải. À, ở đây á là còn có rất là nhiều dịch vụ, cháu cứ sử dụng thoải mái nhé. Ông cho tiền nè. À vâng, có tiền hả ông? Đây, 64 yên Nhật luôn. Không biết là 64.000 yên chứ phải không ta? Rồi bây giờ là có người bán kẹo nè bạn. Hello, cô bán kẹo. Bán kẹo kéo, kẹo dẻo rất là ngon nè. Đây là cái gì đây? Ồ, đây là phòng tắm mà ơi. Phòng tắm lộ thiên trên sân thượng á. Rồi, tắm thôi. Đã quá. Ồ, không biết mình trên đây có ai thấy mình không nữa bạn. Thôi thì đây, tắm cho sơ thôi. 10 năm mà chưa tắm đó. Rồi, bây giờ là mình sẽ thay đồ. Có khăn này nè, rất là chu đáo phải không? Đồ yukata của Nhật Bản. Rồi, thoải mái rồi đó. Rồi, tắm lại. Ở đây sao có người đánh đàn ở đây bạn. Hello, anh đánh bàn gì thế? Mà mấy anh này bài gì vậy? Có lẽ đây là bài bài của Beethoven thì phải. Nhạc rất là hay phải không? Ông nội ơi, tối tắm rửa xong rồi ông ở đây rồi cháu cho ông bánh kẹo nè. Trông rất là ngon luôn á, ông nội ăn không? Đây. Ồ, cảm ơn cháu nhé, cháu tắm rửa sạch sẽ rồi đó. Hôm bây giờ là sẵn từ ban đêm thế này là cháu có muốn nghe ông nói cái chuyện không? Được rồi, trước khi kể, bây giờ là cháu hãy kêu mọi người like đi. À nhỉ, ông nhắc cháu mới nhớ. Mọi người, trước khi ông nội kể về cái chuyện ma chuyên như cái gì đó thì các bạn hãy bấm like nha. Bấm like ngay bây giờ. 1, 2, 3, like. Ok, thì đó ông nội. Ông nội kể chuyện gì vậy? À được rồi, sau đây á là ta sẽ kể về mà hồi đó cách đây khoảng 2-3 năm á là ông đã từng thấy là cháu ạ. Đến bây giờ ông vẫn còn ám ảnh. Đó là chương trình TV lúc nửa đêm. Chương trình TV lúc nửa đêm hả bạn? Hình như Việt Nam mình á chẳng có đài nào chiếu nửa đêm rồi. Phải không? Việt Nam mình chỉ mấy cái kênh thể thao thôi. Còn nửa đêm á thường là chẳng có cái đài nào mở cả. Vậy ông nội ở Nhật nó nửa đêm chương trình gì ông nội? Nửa đêm á ở Nhật cách đây vài năm á là có chiếu một cái chương trình gọi là chương trình đi tìm những con ma gì ấy. Và mọi người phải đi thám hiểm ma, những ngôi nhà ma. Và ông đã từng tham gia rồi đó cháu. Ôi ôi, ông hay dạ thế. Ông mà tham gia chương trình con ma là. Nhưng mà ở đó có gì vậy ông? Thì á lúc đó lại có. Bây giờ nha, ông xin kể về sự tích chương trình TV lúc nửa đêm. Thì câu chuyện là... Tiếp tục câu chuyện ở đầu video. Thì đến lúc này là một đêm hôm nọ, ông nội đang lên đường đến chương trình đi tìm những bóng ma. Thì lúc ông đứng cái trường quay là ông thấy có rất là nhiều người khán giả đang đứng đây. Có vẻ như là bọn họ đang đợi đến lượt mình để vào ngôi nhà ma. Được rồi, xin chào các bạn, tôi là MC của chương trình đi tìm những bóng ma đây. Và hôm nay các bạn đã có mặt tại ngôi nhà đã bị bỏ hoang 100 năm mà không ai ở cả. Các bạn có biết lý do vì sao không? Chúng tôi có không biết nữa. Bởi vì thế, chúng tôi sẽ chọn bạn. Bởi vì hôm nay tôi thấy rất là đông người đi theo, cho nên tôi sẽ bốc thăm ra khoảng 3 người đi thôi. Được rồi, tôi sẽ tiến hành bốc thăm nhé. Mọi người nhớ số cho mình đi. Hổm, số của mình là số mấy nhỉ? Để xem nào. À, số mình là số 3. Và tôi đã bốc thăm thành công rồi. Sau đây là số 10, số 8 và số 13 lên phía trên. Và người cuối cùng là... Lúc nãy là ông vừa cầm tờ giấy, ông vừa hồi hộp. Ông rất là muốn đi vào căn nhà ma này để xem có ma thực sự hay không. Và người cuối cùng là số 7. Xin chúc mừng ba bạn. Mời ba bạn bước lên trên và chúng ta chuẩn bị tiến hành đi vào căn nhà ma nhé. Sau đó, ba cô gái Nhật Bản rất là may mắn đã bước lên. Ông khá là nuối tiếc về điều này, nhưng mà ông cũng ở lại không hớt xem sao. Một lúc sau thì vị MC kia đã hướng dẫn ba cô kia là nói cái gì đó. Và bọn họ tiến hành bước vào ngôi nhà. Đúng lúc ông định đi về thì chương trình đã phát cho mọi người một cái tivi rất là to, dùng để theo dõi diễn biến bên trong của ba cô gái ở ngôi nhà ma kia. Thì ông cũng ở lại xem xét tò mò thế nào. Thì khi ông quan sát qua cái màn hình tivi thì ông thấy là có hai cô gái khá là can dạ và đi khắp căn phòng. Thì một cô gái còn lại là rất là nhút nhát và cô ta lúc nào cũng khóc.
Thực sự thì ông xem suốt cả nửa tiếng mà ông chẳng thấy con ma gì cả. Mọi người có vẻ ở đây rất là kiểu như là một cách dàn dựng hay sao ấy, chứ không có ma. Chương trình này có vẻ như là đã cố tình đánh lừa mọi người khán giả. Chán quá đi, nhìn lại biết chương trình dàn dựng rồi làm gì có ma chứ. Mất công mình đến đây quá, không có ít gì hết trơn á. Khoảng một tiếng sau thì ba cô gái cuối cùng có hoàn thành nhiệm vụ và bước ra khỏi ngôi nhà ma. Thì khi hỏi được họ cảm xúc á, thì mọi người đều phờ phà cả người, có vẻ như là đã gặp rất là nhiều ma rồi. Được rồi mọi người, đây là truyền thống của chúng tôi là trước khi kết thúc chương trình á, là chúng tôi sẽ chụp ảnh lại các bạn trước một ngôi nhà ma nhé, và để tặng lại các bạn làm kỷ niệm, ok nhé. Được rồi, mọi người vào vị trí đi, tôi sẽ chụp hình cho mọi người. Được rồi, ba cô gái chuẩn bị tạo dáng đi. Cười lên nào, 1, 2, 3. Ok, tôi đã chụp xong rồi nè. Vì đây là máy ảnh hiện đại á, cho nên có thể có một cái bức hình ngay lập tức. Được rồi, hình có mọi người đây. Khoan đã, này, mọi người, quay coi nè. Bức hình này rất có gì đó rất là lạ. Khi thấy mọi người trong đoàn phim có vẻ sửng sốt về cái bức hình gì đó, cho nên ông rất là tò mò. Ông đã đến gần và để xem xét từ việc thế nào. Khi được cho xem ảnh thì ông cũng phản ứng giống như mọi người trong đoàn phim vậy. Mắt ông mở to tròn ra, miệng cứ há hốc. Hả, cái gì đây, bức ảnh này là thật sao? Khi nhìn qua cái bức ảnh này khiến cho mọi người nổi gã da gà gai góc và rất là kinh dị. Đó là ba cô gái đã thay đổi hình dạng. Cô gái đầu tiên rất là đen thui và có nhiều vết bỏng. Cô gái thứ hai có những cái đốm sáng, vết sáng không rõ là cái thứ gì bay xung quanh lơ lửng cô ta. Và người thứ ba kinh dị hơn nữa, cô ta đã bị mất một cái đầu. Bức ảnh này khiến cho cái đoàn phim và ngay cả ba cô gái rất là hoang mang tột độ. Không biết đó là cái bức ảnh này là như thế nào nữa. Có lẽ là do một thế lực thiên nhiên nào đó trong ngôi nhà mà ám chăng. Ông thì nghĩ đây là sản phẩm của Photoshop mà nhà đài đã Photoshop ra để hù dọa khán giả, cho nên ông không tin lắm và ông đã đi về. Một vài ngày sau, ông cũng đã không xem cái chương trình đó nữa. Và ông đã nghĩ rằng cái chương trình đó là giả thôi, chẳng có gì là thật cả. Nhưng cho đến một hôm, ông đã nhận ra một cái tin rất là sốc. Chuyện là một ngày trưa nọ là ông có nghe hồi sự, thì lúc đó là người ta có kể về một vụ cháy nhà của một người và người phụ nữ đó đã chết. Sau khi những người lính cứu hỏa đã dập lửa thành công thì họ đã phát hiện ra một cái chết của chủ nhà, đó là một người phụ nữ. Thì khi ông nhìn cái xác đó, ông cảm thấy nó có gì đó quen quen, cứ như là ông đã thấy cái xác đó ở đâu đó rồi thì phải. Và khi mà họ tiết lộ danh tính của cô gái đã bị chết cháy trong TV thì ông đã rất là sốc. Đó là một trong ba cô gái đã đi vào ngôi nhà ma để tham gia chương trình ma kia. Và khi chụp bức hình lại á, là bức hình đó là một người đã bị chết cháy đen thui, và cô ta khi chết cũng là bị cháy đen thui như vậy. Ông lúc này rất là hoảng hốt, ông nổi cả da gà ra. Không ngờ lại có một sự trùng hợp đáng kinh dị đến như thế. Sau khi ông lên mạng, ông điều tra thì ông đã thấy chương trình lại tiếp tục và mời hai cô gái hôm bữa lên trên chương trình để phỏng vấn. Và tối hôm đó, vì lo lắng cho hai cô gái kia cho nên ông đã đến trường quay để xem xét thế nào. Và ông đã thấy cô gái đứng giữa trong cái bức ảnh đang trả lời phỏng vấn với chương trình. Cô ta tỏ ra rất là sợ hãi và lo sợ về số phận của mình. Thì ông không thấy cô gái còn lại đâu, có lẽ như là cô ta đã đến trễ và đang trên đường đến đây. Khi ông nội đang nhìn chỗ khác để quan sát thì bỗng nhiên ông nghe tiếng gì đó rất là to khiến ông giật mình từ đằng sau. Tiếng gì thế? Trời! Cô gái kia đã chết bởi vì một cây đèn rất là to từ trên trần nhà rơi xuống đầu khiến cô ta bị chấn thương sọ não, máu chảy ra rất là nhiều. Và cả người cô ta phát sáng ra bởi những cái bụi được tỏa ra bởi cái đèn đó. Cho đến lúc này, ông thật sự đã tin những điều kỳ bí tâm linh đã thật sự diễn ra. Và ông đang rất là lo ngại về số phận của cô gái thứ ba kia, cô gái không có đầu. Bỗng dưng, có một người phụ nữ lao ra trường quay và đặt một cái túi gì đó trước mặt trường quay và la lên. Ê này này, bà cô là ai thế? Đi ra khỏi đây ngay. Sao bà cô lại vứt rác bừa bãi xong rồi la hét tán lên thế? Các người đừng có giả vờ nữa, chính các người đã khiến cho con gái tôi trở thành thế này nè. Được rồi, tôi mở cho mọi người xem. Khi bà ta mở cái bao ra, đó là một cái đầu của cô gái thứ ba trong cái bức ảnh kia. Một cô gái không đầu. Đúng như vậy, câu chuyện này là có thật. Bà ta đã mang cái đầu của con gái mình lên và khóc lóc với mọi người. Ôi, chuyện gì thế? Vậy là chỉ là mẹ của cô bé kia sao? Vậy chuyện gì đã xảy ra? Sao con bé lại xảy ra nông nỗi như vậy? Chuyện là lúc nãy bà ta cùng con gái lên xe taxi và đi dưới trời mưa. Thì khi đang đi á, thì bỗng chiếc xe taxi trơn trượt
và gặp tai nạn giao thông. Thì bà mẹ hay không sao, nhưng bà đã quay lại và thấy đứa con của mình đã vì một lý do nào đó đã bị đứt cắt cái đầu và chết. Bà ta rất là sốc, cho nên đã lấy cái bao đó quấn cái đầu cô lại và mang đến trường quay. Mọi chuyện diễn ra trước cái tòa nhà ma kia thật sự rất là lộn xộn, ai nấy đều bần thần và rất là sợ hãi về số phận của những cô gái kia. Một vài ngày sau, các câu chuyện về ba cô gái kia đã chết như thế nào và với cái bức ảnh đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, mọi người rất là bàng hoàng và tranh cãi với nhau về điều đó. Còn cái chương trình game show vào lúc nửa đêm đó đã bị dẹp đi bởi vì mang tính chất rất là man rợ. Và thế là câu chuyện về sự tích chương trình lúc nửa đêm đến đây là hết. Tớ có cảm nhận về gì này không? Ồ, cuối cùng đã xong tháng rồi nội. Vâng, một câu chuyện rất là kinh dị. Một chương trình truyền hình lúc nửa đêm và cái bức ảnh kia đã chụp lại cái như là bạn, kiểu như là cái chết của ba cô gái kia. Bạn ơi, nghĩ là hay ghê ấy bạn, kiểu như biết trước được tương lai mình chết thế nào á, hay ghê không? À hay ghê, bởi một like nha. Ok, thì nếu bạn thích cái series này của mình á, để một like, một share, đồng thời để lại comment phía dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft ông nội cái chuyện lần sau nha. Ok, bye bye mọi người, bye bye.